Lại với lại trận đấu thứ 6 của trận bóng đá thứ nhất lôi đài kỳ 63. Hiện giờ tỷ số tận cục đang là 3-2 nhưng mà đây vẫn công đài Nguyễn Hữu Quốc. Thì Quốc đã dẫn 3-0 và Thắng đã gỡ lên 3-2. Và tình hình là Thắng càng đánh càng lúc càng hiệu quả. Và Quốc thì đang có dấu hiệu là xuống thể lực. Chúng ta hãy xem anh có thể vượt qua được set này hay không. Con ơi. Một đều. Một hai. Bon. Hai đều. Chỉ cần ủng hộ thì gọi đúng tên. Gọi tên người khác không biết ai đâu mà gọi tên. Ai có con lên mạng coi vậy. 95. Cứ bạn cứ này, cứ đừng nữa rồi. Bạn giúp. Ngon.
Dạ trên triển khai trên lửa đến chặn. Và 10 năm. Chiêu. Và kết thúc đầy tính nhân bản. Như vậy kết thúc trận công đài thứ nhất thì tay vợt công đài Nguyễn Văn Việt Quốc đã thắng ở tỷ số 4-2 trước đại chủ Phan Văn Thắng. Tôi trước